đang nghe Kiến Radio, kênh phát thanh chính thức của một sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Kiến Radio, chuyện nhà Kiến. Chào mừng các bạn đến với Kiến Radio số thứ 2. Mình là Dũng. Mình là Linh. Chúng mình sẽ cùng đồng hành với các bạn trong số radio này với các phần Bản tin Kiến, Quà tặng âm nhạc và Tâm sự độc giả. Trước khi đến với chủ đề chính của số tuần này, chúng mình xin mời các bạn đón nghe phần tin ngắn kiến trúc. Tuần vừa rồi, khi mà các em có 15 năm quen dần với môi trường quân sự, thì ở trường mình cũng đã diễn ra một vài sự kiện lớn anh Dũng ạ. Không biết anh có biết không? Có chứ. Đầu tiên ý là phải kể đến cái sự kiện là sân trường mình lại tiếp tục biến thành cái bể bơi rồi em ạ. Ôi, lại ngập rồi ạ. Ừ, ngập kinh lắm. Hôm ý đi học hình như là ngập đến tận đầu gối anh ấy. Tiếc thế, hôm đấy em không phải đi học. Phải đi học thì đã được lội nước rồi đấy. Ừ, phí ấy, hôm ý đi học vui cực luôn. Tiếp theo ấy, phải kể đến là trong tuần thì lễ khai giảng học mới và tổng kết năm học cũ đã được nhà trường tổ chức long trọng ở trường U401 với các thành viên khách mời, các thầy cô giáo, có sinh viên các khóa, có cả thân sinh viên từ Mai Linh trở về nữa. Ở hôm ý thì có cấp bằng tốt nghiệp này, nhưng mà đặc biệt ấy là bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cho 3 nghiên cứu sinh. Sáng hôm ấy thì ở tầng 1 nhà hát ấy, anh thấy là còn có cả triển lãm giới thiệu thành lập khoa nội thất nữa cơ. Vâng, hôm đấy em cũng tham gia chương trình đấy anh ạ. Lại còn được xem nhiều tác phẩm vừa đẹp vừa ấn tượng. Đặc biệt ấy là một vấn đề anh mới đọc được sáng nay, đó là hội sinh viên trường mình đang phát động cuộc thi thiết kế biểu trưng chào mừng đại hội đại biểu hội sinh viên lần thứ 11 nữa đấy. Thì anh có định tham gia không anh Dũng? Có chứ, giải nhất cuộc thi chỉ giá đến 800.000 đồng thôi mà. Chỉ có một giải thôi à anh? Không chỉ giải thiết kế đâu mà còn có cả giải thưởng bình chọn trị giá 300.000 đồng nữa đấy. Có nghĩa là em chỉ cần vận động câu like là đã có thể nhận giải rồi. Vậy ạ, thế thì em sẽ tích cực câu like. Biết đâu anh em mình lại cùng giành giải ấy chứ. Ok, anh sẽ ủng hộ cho cô một like đấy. Mà dạo này anh còn nghe về giải thể thao nào đó nữa Linh ạ. Em có biết rõ không thì chia sẻ cho anh thông tin đi. À vâng, về giải thể thao sinh viên toàn quốc VOG 2016 đã chính thức khởi động với hai nội dung thi đấu: chạy vượt chướng ngại vật running day và nhảy cổ động. Cả hai bộ môn đều dành cho cả nam và nữ anh ạ. Không chỉ thử sức này, rèn luyện thể thao mà chúng ta còn được giao lưu với sinh viên trường bạn nữa cơ. Về running day, trường ta sẽ có một đội tham gia chạy tiếp sức vượt chướng ngại vật. Còn nhảy cổ động thì có lẽ là một hình thức mới mẻ hơn. Thế nhưng mà môn thi này cũng có sức hút lắm anh ạ. Theo thông tin mà em được biết ý, thì cho tới giờ đã có rất nhiều bạn đăng ký rồi. Các bạn thân mến, hai cuộc thi mà bọn mình vừa nhắc tới về hình thức đăng ký, cơ cấu giải thưởng hay bất kỳ thông tin nào khác, các bạn hãy tới với trang Facebook của sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội để theo dõi và biết thêm chi tiết nhé. Các bạn đang đến với Kiến Radio vào mùa thu Hà Nội. Khi những bông hoa sữa đầu tiên gửi hương vào trong gió là khi thời tiết bắt đầu chuyển mùa. Cái nắng không còn là cái nắng gay gắt, oi nồng của mùa hè xứ Bắc, cũng không phải cái nắng rực rỡ của miền Nam, mà là cái nắng vàng như mật ong. Gió bắt đầu hiu hiu nhẹ nhẹ. Buổi sớm thức dậy đã nghe lành lạnh, cái lạnh của heo may sớm. Đường khô hơn, trời mát mẻ hơn. Từng đàn lá vàng bay xào xạc trên đường phố. Bạn ra đường và thấy con gái bắt đầu thả mái tóc dài chạy xe trên phố. Và bạn có nhớ những phiên chợ hoa với những bông cúc vàng mùa thu. Trong cái khung cảnh dịu dàng ấy, có lẽ mỗi người chúng ta sẽ lại có những xúc cảm riêng. Kiến Radio đã nhận được khá nhiều những bài viết, những lời tâm tình về mùa thu. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe và đồng điệu với những dòng cảm xúc ấy. Chuyên mục Quà tặng âm nhạc. Sau đây là bài hát Nồng nàn Hà Nội mà một bạn nam giấu tên lớp 12X4 muốn gửi lời tặng đến người bạn đặc biệt của mình cùng với lời nhạc. Gửi cô gái tên mình. Vậy là đã tới một thứ hai tớ và cậu bên nhau. Mùa thu này tớ và cậu sẽ lại cùng nhau đi vòng quanh khu phố cổ Hà Nội để thấy cậu nói cười cười, ngồi hàng ghế đá quen thuộc bên hồ Gươm. Mắt cậu nhìn xa xăm mà cậu bảo đó là bởi cậu ngẩn ngơ vì mùa thu Hà Nội đẹp quá. Bài hát này đặc biệt đến cùng cậu, tớ thích cậu nhiều lắm, hãy luôn ở bên tớ nhé. Bao ánh đèn, ngồi ăn một quán ven đường.
sáng tinh mơ. Dạo qua góc công viên thấy bao điều, người người chào bình minh đang đến, nhìn cụ già tập giữ sinh. Sao trong tâm ta thấy thật bình yên, một Hà Nội rất thân quen. Yeah, mặt trời hồng rạng rỡ, phố xa bỗng nhiên càng đông. Chuyên mục Miền Ký ức. Bài viết trong tuần: Mùa thu trong ký ức. Một sớm Hà Nội, cơn gió man mác dịu dàng khẽ thổi từ cửa sổ vào khắp căn phòng. Cảm giác lôi cuốn đến mức cô gái mỉm cười bật dậy, như muốn tìm lại thứ gì đó rất thân quen. Đứng giữa ban công chật hẹp, nhắm mắt, hít thật sâu hương hoa sữa thoảng đâu đó, đùa giỡn với những lọn tóc rối. Tất cả đều rất tuyệt, nhưng nó thấy có chút lạ lẫm. Rồi lại chợt nghĩ bước chân thu về sao nhanh quá. Ký ức mùa thu ở miền quê yêu dấu theo cơn gió đầy ắp trong tâm trí nó. Bầu trời xanh cao, nắng vàng thả những sợi mong manh. Bầy chim sẻ chăm chỉ ríu rít lích chích trên những cành thu. Tiếng chổi quét rác vang khô trên nền đất dường như chưa trở dậy. Tháng 8 thu về đem theo những cơn mưa bất chợt dài ngày thi nhau chút xuống. Nỗi nhớ về một miền ký ức lại ùa về. Nhớ nhà, nhớ quê ra diết, có chút gì trong khí trời làm nhớ đến vùng quê nghèo chiêm trũng của đồng bằng sông Hồng. Nhớ quê mình làm em nhớ cả mùi khói, mùi ngọt ngọt thơm thơm quyện vào nhau của rơm rạ, của nắng mưa chắt chiu. Cái mùi đặc trưng của đồng quê rất dễ gây thương, gây nhớ cho những người con xa quê. Nhớ những ruộng lúa mới gặt chưa kịp phơi, những bó lúa ngổn ngang khắp nhà. Thương bố mẹ những chiều hối hả dọn lúa vì mưa bất chợt. Những cô cậu học trò đến trường với bộ quần áo ướt nhẹp từ đầu đến chân. Rồi thì vỡ đê, mưa lụt, những đêm bố mẹ thấp thỏm lo sợ nước lũ tràn về. Rồi kéo trốn nhà trong đêm mưa gió. Ấy thế mà lũ trẻ sẽ ngủ thật ngon bởi tiết trời khoan khoái đó. Cũng là buổi sáng thức dậy, nhưng quang cảnh hoàn toàn thay đổi. Nước lũ đã mênh mông cả cánh đồng lúa. Cơn bão đi qua, khiến làng quê đã nghèo, lại còn nghèo hơn nữa. Mưa bão rồi cũng qua đi, mùa màng đã xong xuôi. Đẹp nhất vẫn là chiều thu trên miền quê thanh bình. Những cánh cò trắng tinh khôi, những buổi chiều với những nụ cười không bao giờ tắt, tiếng cười đùa vang vọng khắp cả một vùng trời. Bây giờ đã đi xa quê hương nhưng nó nhớ nhiều lắm. Là cô sinh viên năm 2 của kiến trúc, với bao dự định ấp ủ trong tương lai, cố gắng học tập vì ước mơ sau này. Rồi những hoạt động trường lớp nào nó chẳng còn kịp để ý thời gian. Có những lần đứng ở hành lang nhà hát, nhìn lá cờ đỏ sao vàng phấp phới phía nhà U. Hay những lần đi trong sân trường, nó cảm nhận được mùa thu, một mùa thu mới mẻ và vội vàng hơn. Nơi nó yêu thích ở ngôi trường này là tầng thượng nhà hát,
nơi mà gió sẽ mang tới cho nó đầy tràn năng lượng, rồi lại mang đi tất cả âu lo muộn phiền. Ở đây nó thấy được dòng người hối hả trên con đường nguyên trãi, sự phồn hoa nơi Hồ Văn Quán, và nó thấy cả Thu Hà Nội. Nhìn Thu Hà Nội nhớ Thu quê mình ra diết, Thu Hà Nội nồng nàn mùi hoa sữa, Thu quê nhà mùi lúa chín thoảng bay. Cứ vậy, bao kỷ niệm về mùa thu quê nhà ùa về, khi mà nó đang đắm chìm cùng Thu Hà Nội, cứ cuốn theo cuộc sống bộn bề. Những giây phút này đối với nó thật quý giá. Dặn lòng mình, sống chậm lại, nắm lấy những giá trị tinh thần từ cuộc sống. Hít thật sâu, mở điện thoại lên, nó soạn dòng tin nhắn: ngày mới tốt lành. Các bạn vừa nghe lời tâm sự của Lan Anh lớp 14D1. Kiến Radio xin cảm ơn Lan Anh đã cùng chúng mình tạo nên số radio này. Sau đây là bài hát mà chúng tôi đặc biệt gửi tặng các bạn. Vậy là số thứ hai của Kiến Radio đã khép lại với rất nhiều cảm xúc. Hẹn gặp lại các bạn trong các số kế tiếp. Các bạn có một lễ trung thu đầm ấm bên bạn bè và người thân. Xin chào. Trong đêm khuya hát dầm.